Xin kính chào quý vị và các bạn. Những ngày nghỉ lễ đã sắp kết thúc. Sang ngày mai, ngày đi làm đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, miền Bắc trời ít mưa, nắng sáo với cường độ là khá mạnh, tạo ra cảm giác oi bức, thậm chí nóng nhẹ về trưa và chiều. Nền nhiệt ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ đạt mức cao nhất là từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Trong khi đó, ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mức nhiệt nhỉnh hơn, cao nhất phổ biến là từ 31 đến 34 độ. Riêng khu Tây Bắc là nơi có mức nhiệt cao nhất trên khu vực, đạt mức nắng nóng với nhiệt độ là từ 34 đến 36 độ. Và ngày mai ở miền Trung trời cũng có nắng sớm với cường độ mạnh, nền nhiệt cao nhất trong ngày mai ở miền Trung sẽ tăng cao, nắng nóng xuất hiện cục bộ ở khu vực vùng núi phía Tây. Tại các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất là từ 31 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa rào vài nơi, ngày nắng. Phía Bắc có nắng nóng, nhiệt độ cao nhất là từ 32 đến 35 độ, có nơi còn cao hơn. Đối với khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, trong ngày đầu tiên đi làm tiếp tục duy trì tình trạng là ít mưa, nắng mạnh. Mức nhiệt tại Tây Nguyên đạt ngưỡng là từ 31 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn vào thời điểm buổi trưa. Trong khi đó, tại Nam Bộ là từ 33 đến 36 độ. Trong đó thì nắng nóng từ 35 đến 36 độ xuất hiện ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Còn khu vực Nam Bộ về chiều và tối thì có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét hay là gió giật mạnh. Ở trên biển thì khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa không mưa, gió Đông Nam mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa thông thoáng, thuận lợi cho tàu thuyền lưu thông. Còn khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông, gió Đông Đông Nam mạnh cấp 4, cấp 5, tầm nhìn xa giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Thông tin trên đã kết thúc bản tin chung của chúng tôi ngày hôm nay. Tiếp theo là dự báo thời tiết các vùng trong 24 giờ tới. Dự báo thời tiết trên đất liền, phía Tây Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, khu Tây Bắc có nơi còn cao hơn. Phía Đông Bắc Bộ mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, phía Bắc có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi còn cao hơn. Tây Nguyên, mây thay đổi, phổ biến có mưa vài nơi, ban ngày trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi còn cao hơn. Các tỉnh Nam Bộ, mây thay đổi, chiều tối và tối có mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông, ngày nắng, miền Đông có nắng nóng. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi còn cao hơn. Khu vực Hà Nội mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Dự báo thời tiết tỉnh Ninh Bình, khu vực huyện Nho Quan, huyện Gia Viễn, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực thành phố Tam Điệp, huyện Yên Mô, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Khu vực thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, mây thay đổi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Đông Nam cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 29 độ. Tin thủy văn, thủy triều trung bình, mực nước trên các sông thấp, dao động chủ yếu theo thủy triều. Mực nước cao nhất trên sông Hoàng Long tại Bến Đế ở mức từ 0,95 đến 1,15 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,85 đến 2,05 m. Trên sông Đáy tại Ninh Bình ở mức 1 đến 1,20 m, thấp hơn báo động 1 từ 1,30 đến 1,50 m.